ý trân trọng người cho bạn mượn tiền. Người có thể cho bạn vay tiền vô điều kiện vào lúc bạn cần nhất, đó chính là quý nhân trong cuộc đời bạn. Hãy nhớ thật kỹ, đừng vì một phút nóng giận hay bất kỳ lý do nào mà làm tổn thương họ. Thời buổi này, khi bạn rơi vào tình cảnh khó khăn, việc gì khó nhất? Chẳng phải vay tiền rất khó đó sao? Trong thời buổi này, người như thế không nhiều. Nếu may mắn có được người như vậy trong đời, hãy trân trọng. Họ giúp bạn chỉ vì một mục đích, đó là hy vọng bạn có thể sống tốt hơn. Thế nên hãy biết ơn đến những người sẵn sàng bỏ tiền ra vì bạn, cho dù họ là người thân, người yêu hay bạn bè. Bởi tiền đối với ai cũng vậy, chẳng mấy khi là đủ để tiêu. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền không phải vì họ nhiều tiền, cũng không phải vì họ ngốc, mà là bởi ở thời khắc đó họ đã cho rằng bạn quan trọng hơn tiền.